Hello anh em, thì hôm nay em vừa hoàn thiện xong hai con da mèo thì muốn giới thiệu đến anh em. Nó là một con mèo lớn 25 cm bằng gỗ sưa đỏ Quảng Bình, chui vào vỏ gỗ sưa đỏ Quảng Bình, thép 80 CRV2 được nhập khẩu từ Mỹ. Con này là lưỡi do Bắc Khiêm hoàn thiện. Và con mèo bé là cán vỏ gỗ mun, lưỡi này thép nhíp ngang cũng do Bắc Khiêm làm luôn. Đây là cặp này là em làm trả khách, một vị khách rất là khó tính có tên là Tùng ở Lạng Sơn. Đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ về con lớn đi. Cán vỏ bằng gỗ sưa đỏ Quảng Bình. Vân gỗ rất là đẹp, rất là ma mị. Gỗ thơm và rất là quý. Gỗ sưa đỏ này thì gần như là quý nhất Việt Nam, nó ngày xưa chỉ vua chúa là được dùng thôi. Bây giờ người ta cũng chỉ để làm vòng các thứ chứ ít người là đưa ra làm dao lắm. Đây là con thứ hai mà em làm. Con đầu tiên thì chỉ bằng thép nhíp thôi. Con đấy 23 cm bán cho ông anh ở trong Sài Gòn rồi. Con này thì bản nâng cấp là làm bằng thép 80 CRV được nhập khẩu từ Mỹ. Con này cũng lớn hơn con này 25 cm. Đây trên dao có khắc có thắt các cái đai mây để cố định vỏ dao cũng như là trang trí vỏ dao đẹp hơn. Dây đay đồng xu vàng. Đi về phần lưỡi dao, phần lưỡi dao thì em đã mài bén rồi. Đây con này thợ đã test lưỡi rồi cho nên là em cũng không test lại nữa, chỉ test độ bén thôi. Sống dày 7 ly, thon dần về mũi, lưỡi dao mài rất là bén, bóng chân lưỡi. Con này khách khó tính cho nên là em đã mài đến độ là chẻ tóc, cắt giấy, chặt tóc các kiểu là rất là đơn giản. Chỉ là đá bùn 15.000 trên Shopee với cả là đá Hải Dương thôi. Đây, các bác có thể nghe tiếng cắt giấy để biết được độ sắc. Đây. Rất là bén. Con này thì chặt nặng vô tư, gỗ lim rồi tre già rồi gà vịt xương sườn các thứ thoải mái, rất là tiện lợi các bác đi rừng cũng như là trang trí. Con này trang trí thì tuyệt vời luôn, nó mang tính phong thủy rất là lớn, gỗ chỉ là những vua chúa mà. Đây vị khách này cũng là khách quen của em cho nên đặc biệt là làm khâu gò tách tua với cả là nhập thép 80 CRV về làm, bởi vì bình thường thì em chỉ làm thép nhíp thôi. Đây là phần vỏ dao. Đai mây được thắt vuốt rất là tỉ mỉ. Miệng dao. Đấy. Phần ghép nối rất là kỹ, gần như không thấy phần ghép nối. Dao cho vào lưỡi là đã tự khóa, không cần phải gạt. Vì gần như con này em đã cũng thế, chỉ cần cho vào bao dao là nó tự khóa, không rung lắc. Đây. Dây đeo các thứ để đeo bụng. Về anh khách này thì chắc cũng chỉ trang trí thôi, vì anh này mua của em con này hình như là con thứ 7 hay là con thứ 6 gì đấy. Rất là nhiều. Mà vẫn rất là khó tính, lần nào cũng phải chiều theo ý mới chịu lấy. Đây. Con thứ 2 là con mun đen. Cũng đen như mun. Đen bóng, chất gỗ này thì nó lại khác con xưa là nó càng dùng nó lại càng bóng, nó đen chỉ một màu duy nhất thôi, không vân veo chứ, một màu đen bóng. Đấy, ở đây có một tí vân trắng mà em bảo là để đẽo đi cho nó mất cái đấy đi thì anh khách lại bảo là không để làm điểm nhấn cho nên em cũng không đẽo nữa. Con này thì khâu bằng đồng đỏ 15 cm, cũng mun đen. Một cặp rất là tuyệt vời. Đây. Con này lưỡi em cũng đã mài bóng rồi, mài sắc. Con này thì chặt cũng được nhưng mà nó không có lực nên chủ yếu là để cắt, thái, lọc, đẽo các thứ thôi. Là phần miệng dao. Không biết các bác xem có rõ không, vì nó hơi chói nắng. Đấy. Cho vào khóa lưỡi, không cần phải gạt. Đặc điểm của da em làm như thế cho nên là các bác dùng cả đời, dùng bao giờ nó hỏng con dao thì cũng cái chế độ khóa lưỡi là nó vẫn còn, bởi vì nếu như làm mà gạt xuống mới khóa lưỡi thì một thời gian sau nó sẽ
cứ bị trôi dần đến dẫn tới là nó sẽ mất khóa lưỡi, còn em làm thì chỉ cần cho vào là nó tự khóa rồi. Đấy, một thời gian sau ví dụ mà các bác mà cần mà nó mà lỏng, ví dụ mà lỏng ấy, thì các bác mới cần phải gạt xuống thôi. Con này em mài cũng rất là bén rồi, khách khó tính cho nên là phải chiều hết cỡ các bạn. Đấy, các bác cứ muốn biết giao sắc hay không là quan trọng nhất là thợ hạ mép lưỡi phải tôi chuẩn, và thứ ba là góc mài. Bác cứ nghe tiếng cắt cắt giấy ấy, nó đi rất là ngọt. Cỡ con này cạo râu cạo lông các thứ thì kẻ tóc thì nó quá là đơn giản. Là cặp sao này là sẽ chuẩn bị đi ra Lạng Sơn để gửi khách. Trước khi gửi thì em review qua cho anh em xem, và anh em nào có nhu cầu đặt giao thì có thể liên hệ qua link link Facebook của em, hoặc là số điện thoại, cũng có thể là đặt ngay trong trong kênh YouTube cũng được. Cảm ơn anh em.